Sáng nay, tại thị xã Điện Bang, tỉnh Quảng Nam, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh tiểu đoàn 3 mặt trận 44 Quảng Đà phối hợp với địa phương tổ chức khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và bia chiến tích trận đánh 21 ngày đêm của tiểu đoàn 3 mặt trận 44 Quảng Đà. Dự lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ tiểu đoàn 3 và đông đảo người dân đoàn viên thanh niên địa phương thân tiểu đoàn 3, mặt trận 44 Quảng Đà là tiểu đoàn 7, 706 Đồng Mích thuộc trung đoàn 64 sư đoàn 320A, nhằm tăng cường quân chủ lực cho chiến trường Quảng Đà, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ngày 10 tháng 11 năm 1967, tiểu đoàn 7 được tách ra từ trung đoàn 64 trực thuộc mặt trận 44 Quảng Đà, lấy phiên hiệu là tiểu đoàn 3, ban đầu với 255 cán bộ chiến sĩ, trong 10 năm đứng chân và chiến đấu trên chiến trường Quảng Đà khốc liệt từ năm 1967 đến năm 1977, Tiểu đoàn 3 tổ chức đánh hàng trăm trận độc lập và phối hợp lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần vào thắng lợi chung cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tiểu đoàn 3 được đảng, nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, đặc biệt được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 3 mặt trận 44 Quảng Đà tại xã Điện Thọ, và bia chiến tích trận đánh 21 ngày đêm của tiểu đoàn 3 tại xã Điện Hòa được triển khai xây dựng với tổng kinh phí từ ngân sách và vận động hơn 3 tỷ 800 triệu đồng. Ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương Quảng Đà, Trung Dũng, Kiên Cường đi đầu diệt Mỹ nói chung và tiểu đoàn 3 nói riêng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Tôi tin tưởng rằng sau lễ khánh thành ngày hôm nay, công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 3 mặt trận 44 Quảng Đà sẽ được phát huy mạnh mẽ và trở thành một địa chỉ đỏ là nơi lưu giữ truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Và là điểm đến để đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi cũng như nhân dân của địa phương tìm hiểu về lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tự hào với truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, đồng hành, hỗ trợ nhau tạo nên những bước phát triển mới. Hai địa chỉ đỏ này sẽ là nơi ghi nhớ tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai địa phương.